Kính thưa quý vị khán giả, hiện nay đang bước vào mùa mưa, cũng là mùa sinh sôi của rắn độc, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Và thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có không ít trường hợp nhập viện vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Một thực trạng cho thấy rắn lục đuôi đỏ vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng. Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh liên tục tiếp nhận bệnh nhân nhập viện vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hiện các bệnh nhân đều phục hồi tốt nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời. Có hai cái biến chứng khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Cái biến chứng thứ nhất là do chúng ta xử lý sai. Thứ nhất là do chúng ta garo quá chặt dẫn đến thiếu máu nuôi ở phía dưới, gây chèn ép tứ chi và hoại tứ chi. Cái biến chứng thứ hai là do diễn tiến tự nhiên của nọc độc của rắn, là cái chi bị cắn sưng đau rất là nhiều và chèn ép các cơ quan bên trong như là mạch máu, thần kinh, dẫn đến thiếu máu nuôi cái chi và hoại tử chi. Và nếu như chúng ta không được điều trị đúng cách, dẫn đến tình trạng rối loạn đông máu và đưa đến xuất huyết nhiều nơi, đặc biệt là xuất huyết ở những cơ quan quan trọng như là phổi, não, tiêu hóa và có thể dẫn đến tử vong. Do vậy, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nạn nhân và những người xung quanh cần giữ bình tĩnh để sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời. Rắn lục đuôi đỏ thì là một trong họ của họ rắn lục. Nọc độc của rắn thì rất là độc. Khi mà chúng ta bị rắn cắn thì cần có cái cách sơ cứu ban đầu đúng cách. Thứ nhất là người bệnh nên được trấn an để tránh lo lắng. Thứ hai là hạn chế vận động để tránh cái nọc độc nó di chuyển nhanh vô hệ tinh quang. Cái thứ ba, đối với cái vết cắn thì chúng ta có thể rửa bằng nước sạch hoặc xà phòng để loại bỏ bớt cái nọc của rắn. Cái thứ tư là tuyệt đối chúng ta không nên chích rạch cái tại chỗ vết cắn hoặc là garo chặt dẫn đến tình trạng là thiếu máu nuôi cái chi, và khi được đưa đến bệnh viện thì cái chi đó dẫn đến cái hậu quả là phải đoạn chi. Thì cái sau cùng thì bệnh nhân nên nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế. Các bác sĩ khuyến cáo tập tính của rắn lục đuôi đỏ là sống trên cây, nhưng khi di chuyển thì có thể di chuyển dưới đất. Do đó, để phòng ngừa rắn lục đuôi đỏ cắn, chúng ta nên phát quang bụi rậm xung quanh nhà, hạn chế trồng những dàn cây dây leo trước sân nhà để rắn trú ngụ, giữ nhà cửa và môi trường xung quanh sạch sẽ, diệt loại bỏ chuột và các loại côn trùng, bởi đây là những con mồi yêu thích của loài rắn lục đuôi đỏ. Trồng thêm xả hoặc rắc lưu huỳnh để xua đuổi rắn. Đi ra ngoài ban đêm nên có đèn, gậy, mặc quần áo dài tay, đội nón rộng vành, mang ủng cao.